Bây giờ là ngày mùng 1 tháng 5, là ngày quốc tế lao động năm 2023 và Song Phi Anh đang có mặt ở studio để chụp ảnh cưới lần thứ hai. Lần đầu tiên là ở đâu? Ở Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng, đây mặt mày đây. Ok. Tao cứ tưởng là nhá, khi mà mày đi chụp ảnh cưới ấy, thì mày sẽ chuẩn bị là mày sẽ xem váy cưới trước, mày sẽ chọn váy cưới trước, xong hôm nay đến mày chỉ cần chụp thôi. Nhưng hóa ra sáng nay cô ấy đến đây mất 2 tiếng đồng hồ để chọn váy cưới. Oh no, xin chào các bạn, Phương Anh đang quay một cảnh pre-wedding. Ui, xinh, đẹp, tuyệt vời. Rồi, tiếp tục tình thích đi. Ui, đúng rồi. Anh nghĩ sao về người vợ của anh? Vợ anh quá xinh đẹp, đúng rồi. Đấy, tuyệt vời. Chưa hay tìm quá. Ra một giây phút là vợ anh xấu rồi. Ôi, cái đôi lông mi cong vút kìa. Tươi thật là tươi nào Phương Anh ơi. Nào ngửa mặt lên tí nào, ngửa răng sau. Vênh lên, đúng rồi, anh là của em. Quay đi. Quay một vòng đúng không? Quay một vòng rồi ùa vào nhau hôn nhau cái như ban nãy. Eo ghét thế nhở. Cảm giác có mệt không? Như nào? Cảm giác cũng khá là mệt nhưng mà cũng vui. Bây giờ là 2 giờ chiều ngày 14 tháng 5 năm 2023, là ngày mà bạn Phương Anh tôi lên xe hoa về nhà chồng. Bạn mình thì hẹn bọn mình là phải 6 giờ tối nay cơ, nhưng là một phù dâu có trách nhiệm thì bạn mình hẹn 6 giờ lúc nào? Là một phù dâu có trách nhiệm thì mình đến đây với bạn mình từ tận 2 giờ. Đấy, rất là có ích luôn. Đấy thì cái việc duy nhất mà phù dâu có thể làm được cho cô dâu đấy là mua cho cô dâu một cốc trà sữa. Tuy mình là phù dâu nhưng mình còn ngựa hơn cả cô dâu. Mình mang hẳn 2 cái váy để cho cô dâu chọn mình nên mặc cái váy nào. Cô dâu thì bắt mình mặc luôn cái váy để tí ăn cưới, xong cô dâu còn bảo mình là tí mình sẽ đi ném hoa với các em. Đấy, nói chung là phù dâu ở Việt Nam, cụ thể là với Song Phi Anh khá là quan trọng, đấy là đi xách váy. Mày vui không? Vui là tao xách váy cho mày. Vui dã man cuộc đời. Ra ngoài và tôi tưởng ai chị Hạnh. Ok, em phù dâu mà chị. Chị nói gì vậy, em phù dâu mà. Phù dâu nói chung là cũng đơn giản, nhưng ngày hôm nay ngày bạn em mà, em ăn mặc đơn giản thôi. Cô số xinh quá cái này thì nào lấy vía trông ai dân dáng con gái bác hơn. Đây mày với cả em này. Sao mày chọn cái ekip nó xinh lệch thế Phương Anh, mày không coi tao ra gì hết luôn ý. Kinh tởm quá trời ơi, sao trông mình lại như thế này nhỉ? Phải là mất mặt. Làm tóc nữa được. Thôi thôi thôi, em đeo kính đi chị ơi. Không, chị chưa bao giờ mà chị đeo cái ai, kể cả khổ khó nhất chị vẫn đeo được. Đó ra rồi. Đưa vào đây. Cái kia cháu không độ. Ừ, nhưng mà vẫn nhìn thấy. Cái này đến lúc nào mà mình lên này ấy, mình lên trên sân khấu ấy thì mình bỏ kính ra. Mình lên sân khấu làm gì đâu ạ? Tương hoa còn gì nữa, phù dâu không phải lên để tương hoa. Ôi mày ơi, tao là người được lúc mày đi lên thì tao vẫn tao bung tương hoa lên đó. Tao tưởng em bé. Mày đi quên mà. Thế á? Như này à? Chết rồi, sao cái váy này nó cộm thế? Hay ta đợt mặc cái váy đen nhá, cho dễ thông nhá. Mặc váy đen cái gì đó à? Ừ nhờ. Ôi. Vâng, em không nghĩ được có tác dụng thế đâu ý. Em tưởng là em chỉ giữ váy cho nó thôi ý. Mẹ Phương, mẹ Hà, không phải mẹ Phương Anh. Mẹ Phương, Phương Hà. Cười tươi quá, mình phải cười e thẹn, hôm nay mình lấy chồng rồi. Ôi dồi ôi, mình làm người lớn rồi. Ôi dồi, cái góc nghiêng kiểu mũi cao, ui dồi ôi, xinh quá em ơi. Nhìn xuống dưới, nhìn lên trên, mình ướn cái ngực ra nào. Mình không độn thì mình ướn cái ngực ra nào, ui dồi. Bây giờ mình bước lên thiên đường, là bước lên để tìm đến hạnh phúc nào. Cười cười rạng rỡ lên, cười há mồm ra. Đừng cười tươi quá, mình phải cười e thẹn. Với các bác xin việc thì bây giờ tôi sẽ cosplay, ban nãy mình có cái dáng gì anh nhỉ? Nãy nó làm gì nhỉ? Nó bước lên. Ngước lên chờ chồng. Bây giờ nhá, ta sẽ cầm cái túi đấy đến nhà anh Tuấn Anh mà không được quay đầu lại đúng không? Không, đến chỗ cưới luôn, không đến nhà cưới luôn. Anh Tuấn Anh nữa, đến chỗ cưới luôn, mày và Tú. Sách đến chỗ cưới không quay đầu lại. Ừ. Ok. Anh đi cùng mình xe mấy chỗ không mà. Không rơi xuống đất nha em ơi. Không rơi xuống đất không được quay đầu. Không rơi xuống đất không được quay đầu. Không rơi xuống đất không được quay đầu.
Nào Tú ơi, Tú ơi, bình tĩnh Tú ơi. Để dọc ra, để dọc ra, từ từ, từ từ đứng im. Ừ rồi, rồi. Đây, đây, vào đi. Con cảm ơn ạ. Ok, bấm thang đi, bấm thang đi. Nặng nhở? Phương Anh giao trọng trách cho hai đứa con gái đi ra tận đầu đường mọi người ạ. Không đau chân tí nào, không nặng tí nào. Đám cưới bạn ơi, không đau đâu ạ. Lần sau em sẽ mặc cái váy nặng gấp 5 lần. Không, Phương Anh nó xách. Di chuyển nào, di chuyển nào. Bình tĩnh, bình tĩnh. Em mình làm MC à? Hôm nay mình làm MC à? Em sao mình lố vậy em? Em ngại lắm. Em hỏi Mai Hoa là em có nên mặc như này không? Mai Hoa bảo là yên tâm em, mọi người mặc như này là bình thường. Em nhìn Mai Hoa xem Mai Hoa mặc gì? Cái chỗ này là hồ Tây à? Không, à hồ Tây, hồ Tây luôn. Hồ Tây luôn. Nhìn là biết. Không phải đâu anh ạ. Ôi giời, hoang dại chưa? Hoang dại chưa? Hoang dại chưa? Cho anh nhìn giống MV Đức Phúc thôi nhở? Cái chỗ này như bài nàng thơ ấy nhở? Chị ngưng la lên đi, anh có vợ rồi đấy, anh có vợ rồi. Quay Đà Nẵng luôn à? Đà Nẵng luôn. Rồi, đầu tư thế. Mang cả ekip vào Đà Nẵng. Mọi người ơi, sang bên kia chụp ảnh. Đến chụp ảnh nào. Cười lên, cười lên. Chặng đường mới, đừng quên có một ngôi nhà channel đợi em. Vâng, ta chúc mày là cái gì tuyệt vời mà dành đến của mình rồi thì mãi mãi sẽ quay trở lại với mình thôi. Đến sân khấu, tình cảm của bạn đã thu hà tới được công ty channel. Những giọt nước mắt xúc động cho cảnh hôn hai cũng đã rơi, thể hiện một tình cảm rất đặc biệt.